Quý khán thính giả thân mến, chắc hẳn mọi người đã từng nghe kể về những trận đại hồng thủy ngút trời, cuốn trôi cả tài sản nhà cửa và khiến rất nhiều người trên thế giới mất đi sinh mạng. Ở nước Việt ta cũng từng có một trận đại hồng thủy long trời lở đất như thế. Hôm nay, mời mọi người cùng Tinh Hoa TV tìm hiểu xem thiên cơ nào ẩn phía sau đại họa đó. Đại hồng thủy nhấn chìm nước Việt là kịch bản định sẵn. Nói về các trận đại hồng thủy, người phương Tây đã rất quen thuộc với câu chuyện về con thuyền Noah. Còn ở phương Đông thì từng có ít nhất hai trận đại hồng thủy. Theo ghi chép của Sở Bạch Thư thì vào thời kỳ thần Phục Hy, cách đây khoảng 10.000 năm, trên trái đất đã xuất hiện đại hồng thủy mang tính hủy diệt. Trận đại hồng thủy này rút đi, để lại là một mặt đất hỗn độn, chỉ có những người trên núi Côn Luân là sống sót. Thế là Thái Đế Phục Hy đã tiến hành sáng thế, quy chính bốn mùa trên mặt đất cùng sự vận hành của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, điều hòa âm dương. Trải qua nghìn năm sau, đến thời kỳ của vua Nghiêu, trời đất lại một lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Trận đại hồng thủy quy mô toàn thế giới gần như đã hủy diệt văn minh nhân loại. Trận đại hồng thủy này cũng có cùng thời gian với trận đại hồng thủy thời Noah. Lúc đó có 254 dân tộc trên thế giới. Có văn tự ghi lại và những câu chuyện truyền miệng về trận hồng thủy này. Sau đó, khắp nơi đều là nước mênh mông, con người sống vô cùng khổ sở. Thiên thượng đã gửi xuống thế gian tinh phách của Kim Tinh Bạch Đế, chuyển sinh thành Đại Vũ, mang theo sứ mệnh trị thủy. Nhờ công lao của Đại Vũ, nước được dẫn ra biển, mặt đất trở lại như trước, người dân lại có thể sinh sống bình thường. Đó là những câu chuyện cổ xưa những vùng đất khác nhau, và ở nước Việt cũng có một trận đại hồng thủy như thế. Chuyện kể rằng, triều đại Hùng Vương trải qua 2.000 năm, đã đến lúc khí số vừa tận, cần đổi sang một giai đoạn lịch sử mới. Đó cũng là lúc nước Nam cần được thanh tẩy bằng một trận đại hồng thủy. Ở phương Bắc có Đại Vũ trị thủy, phương Nam cũng cần có một vị nhận nhiệm vụ này. Lúc đó, có hai vị thần tiên đứng ra xin được xuống trần gian nhận nhiệm vụ. Một vị là Thất Sát Tinh Quân, vị kia là Thiên Tướng Tinh Quân. Họ là bằng hữu thân thiết và đều thuộc chòm Nam Đậu Tinh, Ngọc Đế Phán. Vậy Thiên Tướng Tinh Quân sẽ hạ thế làm Tản Viên Sơn Thánh. Thất Sát Tinh Quân đầu thai làm thế tử của Động Đình Quân, nhưng cần thêm một tiên nữ xuống làm con gái của vua Hùng để hai vị diễn ra một màn tranh dâu long trời lở đất mới có cớ để tạo lục lội nhấn chìm nhân gian. Ấy cũng là thuận theo an bài của thiên thượng, ta sẽ xuống chiếu cử Hằng Nga cung quản hàng đi làm việc này. Các khanh xuống đó đừng phụ sứ mệnh trẫm giao phó, cũng đừng quên ngày trở lại thiên giới. Thế rồi Thất Sát Tinh Quân xuống trần trước tiên, Thiên Tướng Tinh Quân chọn thêm hai phụ tá nên xuống sâu một ngày. Hằng Nga chọn người tạm thay nàng chưởng quản quản hàng cung, rồi cũng hạ thế sau đó hai hôm. Khi đã chuyển sinh, các vị thần tiên không còn nhớ được quá khứ, nhưng mối duyên trong định mệnh vẫn đưa họ lại gần nhau và cùng nhau diễn một vở kịch ở nhân gian. Hội ngộ chốn trần gian. Thiên Tướng Tinh Quân đầu thai thành con trai của một gia đình sống gần núi Tản Viên. Khi lớn lên, anh tầm sư học đạo và được thần núi Tản Viên thu nhận, truyền cho đạo pháp và pháp khí. Từ đó anh trở thành Tản Viên Sơn Thánh đời tiếp theo, chính là vị thần tiên mà chúng ta thường gọi là Sơn Tinh. Sơn Tinh có lần cứu được một con rắn đen. Con rắn này là thái tử của Động Đình Quân, Long Phương trị vì vùng hồ Động Đình. Vì ơn cứu mạng, thái tử Hồ Động Đình đã tâu với cha đón Sơn Tinh xuống Thủy Cung chơi. Anh còn xin với Động Đình Quân tặng cho Sơn Tinh một cuốn sách rất quý giá. Đó là cuốn sách Ước Gì Được Nấy, vô cùng màu nhiệm. Đến đây, hẳn bạn đã đoán ra vị thái tử này chính là vị thần tiên chúng ta vẫn biết với cái tên Thủy Tinh. Khi còn ở trên thiên thượng, hai vị này vốn là hai người bạn thân. Đến khi chuyển sinh thành Sơn Tinh và Thủy Tinh, mối duyên ấy vẫn khiến họ trở nên thân thiết. Sơn Tinh ở Thủy Cung một tháng mới quay về. Đến ngày tiễn Sơn Tinh, Thủy Tinh đưa Sơn Tinh đến tận bờ sông, làm một bài thơ bày tỏ sự lưu luyến, rồi mới quay về Thủy Cung của mình. Lại nói lúc ấy đang là thời trị vì của vua Hùng thứ 18. Đây là vị vua đức độ tài năng nhưng không có con trai nối dõi. Ngài chỉ có hai người con gái, một người đã thành gia lập thất, người còn lại là Ngọc Hoa công chúa với nhan sắc chim sa cá lặn, đang ở tuổi cập kê, được Hùng Vương yêu quý hơn hết thảy.
thiên hạ hiểu rằng ai lấy được công chúa sớm muộn cũng sẽ được Hùng Vương truyền ngôi. Nói đến đây, có thể nhiều người sẽ thắc mắc, Sơn Tinh và Thủy Tinh chẳng phải muốn cưới Mỹ Nương sao? Đúng vậy, Mỹ Nương có nghĩa là công chúa, và vị Mỹ Nương này tên là Ngọc Hoa. Nhà vua đã tổ chức buổi lễ tuyển chọn phò mã, và đây là lúc câu chuyện diễn ra như an bài từ thiên thượng. Có hai nhân vật phi phàm xuất hiện trong buổi lễ. Một người là thần núi Tạng Viên, chính là Sơn Tinh. Một người là thái tử Hồ Độc Đình, được gọi là Thủy Tinh. Hai người anh em thân thiết không hẹn mà gặp trong một tình huống khó ngờ. Thủy Tinh thấy Sơn Tinh thì rất vui mừng, rồi anh định rút lui, nhường cơ hội cưới công chúa Ngọc Hoa xinh đẹp cho người bạn của mình. Tuy nhiên, khi Thủy Tinh thấy dung nhan của công chúa, cũng chính là Hằng Nga chuyển thế, thì quả là trúng phải tiếng sét ái tình. Là định mệnh đã an bài. Trong khi Thủy Tinh trổ tài hô mưa gọi gió, khiến cho nước dân sóng cuộn để thể hiện tài năng của mình trước mặt công chúa, thì Sơn Tinh lại bình tĩnh dùng cây gậy thần khiến nước sông rút xuống, mặt đất cao lên, mưa gió ngừng lại. Họ đấu phép rất lâu mà vẫn không phân thắng bại. Hùng Vương thấy vậy truyền lệnh cho dừng cuộc đấu, mời hai người lại phán rằng cả hai khanh đều là bậc anh hùng cái thế, mà trẫm chỉ có một Ngọc Hoa công chúa này thôi. Vậy từ bây giờ ai mang sính lễ tới trước, trẫm sẽ gả Ngọc Hoa cho. Sính lễ bao gồm voi trắng 9 ngà, gà trống 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, ngoài ra san hô, đồi mồi, bảo thạch, mã não, vàng rồng ngọc quý cũng phải thuộc loại cực phẩm. Thủy Tinh vừa nghe chức lời, lập tức nhảy xuống sông biến mất, mong trở về Hồ Động Đình thật nhanh để sắm lễ, cũng chẳng kịp từ biệt người bạn cũ. Nhưng Sơn Tinh đã thành thạo mọi phép thuật học được từ sách ước, bèn ra chỗ vắng người, biến hóa ra đủ sính lễ dâng lên vua Hùng, và ngay hôm đó đã rước Ngọc Hoa về núi Tảng. Giờ mão hôm sau, Thủy Tinh mang sính lễ đến thì đã muộn, Ngọc Hoa đã theo Sơn Tinh về núi. Thủy Tinh một phần đau đớn vì mất người trong mộng, một phần căm tức do thua cuộc, lại càng ân hận vì đã dâng sách ước cho Sơn Tinh. Bèn trở về Hồ Động Đình tâu với Động Đình quân, mang hết thủy binh trong nước đi đánh Sơn Tinh, giành lại Ngọc Hoa. Ngày hôm ấy, giao long thuồn luồn nổi cuồn cuộn chật cả sông, cá sấu ba ba bơi đen đặt nước, cả đám hùng hùng hổ hổ theo dòng nước từ thượng lưu trôi xuống. Bấy giờ cuồng phong nổi lên, mưa lớn sòng sọc trút xuống suốt ngày đêm, đất trời tối đen như bùn nước. Chỉ nhờ những tia sét cực lớn, rạch dọc rạch ngang trên bầu trời, người ta mới nhìn thấy nước các dòng sông đang dâng lên cuồn cuộn, ngập đường xá, nuốt chửng những ngôi nhà, vượt qua cả ngọn cây, nhấn chìm những kẻ chậm chân không kịp chạy lên núi. Và ở dưới nước, bao nhiêu loài thủy quái đang nhe nanh vuốt chờ sẵn để lao vào sâu xé con mồi. Trên núi tiếng la vang trời, bốn phương tiếng khóc dậy đất, trời cao sóng nổ liên thanh, xen lẫn có tiếng gầm vang dội của các loài thủy quái dưới mặt sông. Cảnh tượng kinh hồn bạc vía như ngày tận thế, đáng sợ gấp bội trận đấu phép hôm trước. Trên bề mặt là trận đấu giành mỹ nhân, nhưng phía sau chính là một an bài để thanh tẩy vùng đất Việt. Sơn Tinh dùng phép thần thông khiến cho đất đai đồi núi cao lên, lại điều động binh tướng ngăn chặn thủy quái tấn công. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại khiến cho đất cao lên bấy nhiêu. Sau thời gian dài không thể chiến thắng, Thủy Tinh đã rút lui, nước rút đi, trời lại quang đãng, không còn mưa gió, người dân có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Đến đây, ba vị thần tiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ nên rời nhân gian, quay về thiên thượng, kết thúc vở kịch này. Để quay về thiên giới, cần phải tu luyện, khiến cho đạo đức thăng hoa, trừ bỏ những điều không tốt trong tâm và thân của mình. Sơn Tinh vốn là thần núi Tạng Viên, đã tu luyện nhiều năm, đến một ngày khai công khai ngộ và trở về thiên giới. Hùng Vương và công chúa Ngọc Hoa cũng đắc đạo sau đó không lâu. Chỉ còn Thủy Tinh, khi rơi vào chốn phàm trần, ngài đã quên mình từng là một vị thần trên thiên thượng, chỉ còn nhớ đến oán thù mất vợ trong kiếp này, quả thực là đáng tiếc. Trong kiếp sống trăm năm đời người, chúng ta cũng có thể gặp những biến cố như Thủy Tinh, nhưng mấy ai biết được mọi ân oán tình thù trên đời đều có nguyên nhân từ trước. Chỉ khi buông bỏ những đố kỵ buồn đau và oán trách, chúng ta mới tìm thấy con đường giải thoát thực sự.
con đường phản bổn quy chân.